Xin chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang ở VinWonder Phú Quốc. Hôm nay mình sẽ đi vào bên trong khu vực thủy cung để xem bên trong sẽ có những cái loài cá như thế nào. Với biểu tượng là một chú rùa khổng lồ và hiện tại nó rất là hot. Và đây cũng là một địa điểm có thể cho ra đời được những tấm hình rất đẹp luôn. Và bây giờ các bạn cùng mình di chuyển vào bên trong nhé. Thủy cung là tên gọi tắt, còn tên chính thức là cung điện Hải Vương nha các bạn. Bước vào bên trong là trước mặt bạn là một bể chính luôn, nơi chứa rất là nhiều các loại cá và cũng là nơi mà chương trình biểu diễn nàng tiên cá diễn ra. Các bạn rẽ hướng qua bên tay phải á, khu đầu tiên sẽ là khu trưng bày về các loài sứa. Và các bạn biết là sứa là một cái loài động vật không xương sống nha. Sẽ có kích thước từ 1mm đến gần 2m tùy vào từng loài sứa. Các bạn thấy là hình thù của các bạn này rất là lạ. Và còn đây là cách sứa nó đang di chuyển này. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi xem về các loài cá nha. Ở đây thì rất là đa dạng luôn. Các bạn tiếp theo thì ai cũng biết đây là loài cá đuối á. Đây là cá đuối nước ngọt các bạn. Còn bạn kế tiếp đây là cá hải tượng màu trắng nha các bạn. Ở đây thì có rất là nhiều các loại cá luôn, nên là mình cũng không nhớ tên được đâu. Những cái loài nào phổ biến thì còn nhớ, chứ lạ lạ là đôi khi khó nhớ cái tên đó lắm. Và đây là cá mập trắng. Thì mình cũng không biết tại sao gọi cái bạn này là cá mập trắng nữa. Nhìn nó giống y chang con cá tra luôn. Và đây là cá thác lát trắng luôn. Hình như khu này con nào cũng màu trắng hết. Đây là con cá chim màu trắng. Với lại là cá sấu họa tiễn, cũng là loại màu trắng luôn. Còn đây là cá tầm. Bạn này nhìn thì nó rất là to, với lại cái mặt nó hơi hài, phía dưới nó có những cái cọng râu á. Bạn tiếp theo thì rất là quen thuộc luôn, đây là cá hồng vĩ. Ngày trước thì cá hồng vĩ này xuất hiện nhiều ở sông Mekong á, người ta thường đánh bắt được những cái bạn này nè. Vừa nãy là bạn thấy cá hải tượng màu trắng đúng không? Còn đây là màu bình thường của nó nè. Có nhiều bạn còn to hơn bạn này nhiều luôn. Các bạn thấy bạn màu đen có vảy á. Đây là cá hô nha, và các bạn hiện tại có giá rất là mắc. Nơi đây có luôn cả cá koi luôn. Còn bây giờ là các bạn sẽ đi tìm Nemo nha. Đây là một loài cá rất nổi tiếng xuất hiện trong bộ phim hoạt hình là Đi tìm Nemo á. Còn đây là góc nhìn rất là dễ thương về cái loài cá đuối nha các bạn. Nhìn cái mặt nó đúng hài luôn á. Cá này là cá mặt quỷ, nhưng mà nhìn nó xấu vậy thôi, nhưng mà nhìn kỹ thì nó lại rất là đẹp nha. Trong khu vực thủy cung thì có cả chim cánh cụt luôn các bạn. Mình thấy số lượng trong này á, nó khá là nhiều, chứ không phải là chỉ có một vài bạn đâu. Theo mình nghĩ là cách chăm sóc của bạn này á, nó sẽ không đơn giản đâu, với lại mà phải tạo ra được cái môi trường á, mà nhiệt độ nó rất là lạnh, phải phù hợp với cái loài này luôn. Cách di chuyển của loài này cũng rất là thú vị các bạn. Còn bạn này là loài chim cánh cụt king, nên là cách di chuyển của nó cũng lạ hơn bạn vừa rồi. Hai cái cánh nó cứ xếp lại như thế này.
Thì trong đây nó có cả cá mập luôn các bạn, nhưng mà hiện tại là chỉ có cái size nó như thế này thôi. Còn ngoài ra thì mình không thấy được cái bạn nào nó to hơn hết.